Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây và xin đầu tiên xin gửi lời chào đến các bạn và chào Dr. Mỹ Lâm tại Cộng hòa Liên bang Đức và chào Thạc sĩ Đông y Nhất Nguyên tại Mỹ ạ. Xin kính chào tất cả các anh chị em đang nghe chương trình của Thời báo bên Đức. Tôi đồng Vâng. Vâng, hôm nay cũng kỹ là sư Nhất tròn Nguyên. một tháng kỷ niệm ngày ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam bị đột quỵ. Đó là vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại Kiên Giang, và đúng ngày hôm nay thì ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trên truyền hình cũng như là trên một số báo chí nhà nước, và mọi người rất tò mò về cái việc này. Chúng ta hãy cùng quay lại cái thời điểm trước đó, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến công du tại Kiên Giang. Đó là vào ngày 13 và ngày 14 tháng 4 năm 2019. Và tại đó, buổi sáng ngày 14 tháng 4 thì có những người chứng kiến được cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ trong cái cuộc họp tại tỉnh ủy của Kiên Giang, và từ đấy ông đã được đưa đi cấp cứu. Trước đó một ngày thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã tham gia vào những cái chương trình hoạt động của địa phương, đó là thăm những nhà máy, công xưởng, và đặc biệt là ông có tham gia vào việc thăm một cái nơi chế biến thực phẩm đông lạnh, có phải nói là đến 0 độ, và sau đó ông lại ra ngay ngoài trời với nhiệt độ rất cao, trên 30 độ, và trời thì rất là nắng. Và kết quả là sau đó một hôm thì ông ta đã bị phải nói là bị ốm. Và cái người mà những cái người có mặt ở đó, có người đã tiết lộ ra thông tin rằng ông ta khi mà bị đột quỵ như vậy thì cái huyết áp của ông ta đã tăng rất cao đến 230, và chính vì vậy mà ông ta đã bị xỉu ngay tại chỗ và đưa vào bệnh viện ở địa phương cấp cứu, và sau đó được được chuyển đến Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó là đưa ra Hà Nội 108. Vậy thông qua những cái chỉ số đó và những cái thông tin đó thì xin đầu tiên xin hỏi bác sĩ Hoàng Mỹ Lâm, thì bà có thể cho biết được những thông tin nếu mà một người bị đột quỵ như vậy thì cái triệu chứng sẽ thế nào, và cái khả năng phục hồi cũng như là khả năng làm việc sẽ ra sao đối với ông Nguyễn Phú Trọng ạ? Mời bà. Vâng ạ, thưa nhà báo Lê Trung Khoa, theo tin trong nước đưa ra như nhà báo vừa mới nói thì mọi người tập trung vào cái tâm điểm rằng là ông Nguyễn Phú Trọng có thể bị một cái tai biến mạch máu não, mà cái chữ tai biến mạch máu não nó bao hàm nhiều nghĩa, và trong đó hai cái nghĩa chính là có thể là tắc nghẽn mạch máu não chiếm tới 85%, và có thể là xuất huyết não chiếm khoảng 15%. Nhưng dựa vào cái tiền sử, nghĩa là ông ta bị huyết áp cao từ lâu, và ngày hôm đó đặc biệt là nó cao cao độ dưới một cái tình trạng gọi là thay đổi nhiệt độ từ 0 độ tới gần 40 độ, 0 độ trong phòng lạnh và ra gần 40 độ ngoài trời. Với cái sự như vậy diễn tiến như thế thì chúng tôi nghiêng về cái phía gọi là xuất huyết não. Để định bệnh một cái tai biến mạch máu não, một người đột quỵ cấp tính, mình cũng không có thể chẩn đoán xa được, mà chúng ta cần những cái dụng cụ như là CCT hoặc là MRI, tức là bên này gọi là CMRT đó, cận spintomography, thì người ta mới để chẩn đoán được chính xác rằng là người bệnh họ bị cái CT là để chẩn đoán chính xác rằng là người bệnh bị tắc nghẽn mạch máu não hay là xuất huyết não, tại vì hai cái căn bệnh này được chữa trị theo hai cái khuynh hướng khác nhau. Thành ra cái đầu tiên đó là phải làm CCT trước để mà định bệnh, và sau đó thì cái MRI thì làm sao để định cái chỗ nào bị cái nào phần não nào bị hư hỏng. Thì cái MRI thì nó có cái bất lợi rằng là nó phải bệnh nhân phải nằm lâu trong máy, và những người mà có những cái dụng cụ máy móc trong người như là máy trợ tim hay là mà những cái xương khớp bằng 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 sắt đó có trong người thì không có thể khám được cái phương pháp này. Tôi xin nghiêng về cái phần về xuất huyết não nhiều hơn. Thì người ta thì theo một cái thống kê thì có tới 80% những người mà có tiền sử cao huyết áp có xuất huyết não, mặc dù cái tình trạng tắc nghẽn mạch máu não thì vẫn có thể xảy ra, nhưng mà hai cái triệu chứng nó cũng gần giống nhau là bệnh nhân bị đột quỵ, và đặc biệt rằng là trong một cái hoàn cảnh gọi là extreme, tức là hoàn cảnh nó thái quá đó, thì người bệnh có thể bị những cái triệu chứng cấp tính như là bị nhức đầu dữ dội, chóng mặt, ói mửa, và trong vòng vài phút có thể đi tới tình trạng hôn mê.
nếu xuất huyết nặng thì có thể bị tử vong ngay tại đó, và cái con số tử vong ngay những trong những cái ngày đầu là lên tới 25-30%. Nếu mà xuất huyết nặng thì bệnh nhân có thể bị trợn ngược mắt rồi nhìn về cái phía gọi là bị chảy máu não, hoặc là bị huyết áp tăng, tim đập chậm, sốt cao, co giật và đường huyết tăng, thì đó là những cái triệu chứng gọi là kèm theo. Thì những cái trường hợp đó là trường hợp phải được cấp cứu và đưa vào bệnh viện tức khắc, và có thể đó là cái nguyên nhân Nguyễn Phú Trọng sau khi được cấp cứu sơ cứu ở Kiên Giang thì để đưa vào bệnh viện Hồ Chí Minh, đi vào Sài Gòn, vào bệnh viện Chợ Rẫy, để mà nơi mà gọi là có những cái gầm máy móc gọi là tối tân để mà khám cho ông. Theo như một trong thời gian mà cái ngày ông Nguyễn Phú Trọng vào bệnh viện đó, thì chúng tôi được biết ngay lập tức là bệnh viện Chợ Rẫy, tại vì chúng tôi có người quen làm việc ở ngay trong bệnh viện Chợ Rẫy. Thì vào lúc đó tôi đang ở Houston, thì lúc 2 giờ sáng đã có một cái cú telephone gọi từ Việt Nam thẳng từ bệnh viện Chợ Rẫy, từ người quen gọi thẳng sang bên Mỹ và nói là Nguyễn Phú Trọng vừa mới được đưa vào cấp cứu vào lúc 2 giờ sáng bên Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là thì có khoảng là 2 giờ chiều ở bên Việt Nam, giờ bên Mỹ họ đi chậm hơn giờ của bên Việt Nam. Thì cái diễn tiến mà như ngày hôm nay chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng trên trên tôi chỉ xem được tấm hình chứ tôi không có nhìn ra thấy được cái TV trên đài VTV4, thì nhìn qua cái tấm hình chúng ta thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng tương đối hồi phục khá tốt. Không hiểu là vì tấm hình chụp khéo hay sao, chúng ta nhìn cái liệt mặt liệt khuôn mặt của ông rất là có nghĩa là nếu mà có thì cũng là nhẹ chứ không có nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà đặc biệt là cái bàn tay được để đặt trên bàn và được đeo một cái ốc tê, rồi là một cái dụng cụ đặc biệt để cho cái bàn tay nó duỗi ra, tại cái khuynh hướng sau khi mà bị liệt đó thì cái tay co và chân duỗi, thì cái đó là một cái hiện tượng rất thường thấy ở những người bị tai biến mạch máu não. Thì cái bàn tay ông được đặt một cách thẳng thắn và được nằm trong một cái băng đa, một cái đặc biệt để mà giữ cho cái bàn tay nó thẳng thớm, mà đặt để cái bàn tay trái được đặt trên bàn, và ông được ngồi, được giữ một cái tư thế thẳng qua một cái hình thức là một cái gọi là một cái băng đa rồi đặc biệt để nó giữ cái phần hông của ông, phần bụng, phần lưng của ông được ngồi thẳng thắn ở trên cái ghế. Thành ra cái tấm hình đó được gọi như tiếng Đức là được preparia rất là cẩn thận, chuẩn bị một cách rất là cẩn thận về cái tư thế ngồi. Và nếu tôi không được nghe ông nói, nhưng mà cái rối loạn về cái tiếng nói có thể nó xảy ra nhiều, nặng nhất là á khẩu, tức là nói ví dụ như mình nói ăn đi thì người chỉ nói a thôi chứ không có nói thêm được cái chữ ăn đi, thì cái đó là nặng nhất. Còn cái có những người thì bị nói bị lắp bắp, có người bị nói kiểu như là nói trong nói từng chữ như là đánh telegram vậy đó, đánh từ nói từng chữ đó. hoặc là có thể là nhẹ nữa là chỉ nói phèo phào, nhưng mà hình như tôi nghe nói rằng là trên đài truyền hình VTV4 thì ông ta nói có vẻ phát biểu cũng bình thường, thì cái điều đó cũng là điều đáng mừng cho ông. Về cái xác suất mà hồi phục ở những người này á, thì những người sau khi mà bị tai biến mạch máu não thì cái số sống còn là 85%, cái số mà tử vong mà ngay tại chỗ trong vòng những ngày đầu là lên tới 10-15%, và cái phần 85% là người ta có thể sống sót và được hồi phục một cách rất là khá. Theo như một cái thống kê của thống kê bên Đức nhé, không phải là thống kê từ Việt Nam, thì cho tới sau 5-6 tuần thì cái số người sống sót có thể lên tới 80-85% nếu được chữa trị đúng lúc và đúng cách. Và
Nhưng mà nếu mà sau cái phần mà sau khi được điều trị cấp tính rồi á, nếu mà không có cẩn thận thì cái nguy cơ bị tai biến mạch máu não lần thứ hai có thể lên tới 8 cho tới 15%. Thành ra cái phần nghĩa là sau khi đã thoát ra được cái cơn tai biến mạch máu não lần đầu, cơ thể từ từ hồi phục, thì mọi người phải đặc biệt chú trọng tới cái phần gọi là phòng ngừa những cái cơn tai biến mạch máu não về phía sau, tức là phải cẩn thận sống một cái cuộc sống không có stress, phải đi tập thường xuyên, tập để mà hồi phục các chức năng đã bị mất đi, và đặc biệt là phải, nếu mà có bệnh cao huyết áp, phải tập trung chữa bệnh cao huyết áp của mình, bị tiểu đường thì phải chữa tiểu đường của mình, và không nên hút thuốc và sống một cuộc đời nghĩa là nó bình thường, nó không có stress, không có bị gọi là bị những cái stress trong cuộc sống thì nên tránh. Thì cái đó thì cái sự sống sót của mình, cái sự sinh tồn của mình nó sẽ được bảo đảm. Theo một cái thống kê của ở bên Đức thì cái số trung bình mà tuổi thọ của những người sau khi bị tai biến mạch máu não lần đầu trong vòng 10 năm thì có số người sống sót là 35%. Thành ra họ có thể chết vì bị tai biến lần thứ hai, có thể vì bệnh cao huyết áp trở lại, có thể vì bị đường huyết quá cao hay là bị những cái biến chứng khác. Thành ra muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì tôi nghĩ rằng là ông trọng cũng phải từ từ giảm bớt cái quyền lực của mình lại. Một là tôn trọng cái cuộc sống của mình, tôn trọng cái sự sống của mình, sức khỏe của mình. Hai là cứ mặc bỏ mặc liều mạng với bỏ mặc cái sức khỏe của mình để mà lao theo công việc, thì cái đó là cái sự chọn lựa của ông trọng. Dạ vâng. Rất cảm ơn chị chia sẻ những thông tin rất quý báu này, bởi vì ngay từ đầu hôm 14 tháng 4 đến nay thì chưa có một cơ quan truyền thông báo chí nào trực tiếp phân tích về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một cách chu đáo và cẩn thận như vậy. Và xin mời đến chúng ta cùng thảo luận với Thạc sĩ Đông y Nhất Nguyên tại Mỹ. Vâng, trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng như vậy thì Thạc sĩ có cho biết thông tin thì đối với ngành Đông y châm cứu và các loại thuốc mà phía Việt Nam cũng hay dùng thì Thạc sĩ có thể cho cái lời khuyên thế nào đối với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng? Thực sự thì đối với một người thầy thuốc thì tôi chỉ nói chung về cái vấn đề những cái triệu chứng hoặc là những cái cách chữa trị sau khi đột quỵ. Còn lời khuyên đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi hoàn toàn không có ý tưởng đó. Bởi vì ông ta là một người lãnh đạo của một đất nước mà thì nó ngoài cái điều tôi muốn nói. Thì thưa quý anh chị em, cái điều bởi vì cái sóng nó không có tốt lắm, thành ra tôi không nghe cô Mỹ Lâm nói rõ lắm, thì đôi lúc có thể nó trùng lặp. Thì cái điều đơn giản nhất tôi muốn nói tới những cái vấn đề mà bị đột quỵ á, thì những cái dấu hiệu đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần nhớ ba câu là CNG, là CND đó. Là khi mình cảm thấy một người nào đó trong khoảng chừng tuổi 50-60, thường 40 cũng có thể xảy ra, là có thể là tự nhiên cảm thấy cơ thể có những cái thay đổi đột ngột, bị tê, hay là người cảm thấy bị yếu, hay là thì mình nói người ta nói là nói một câu đơn giản thì người ta có thể nói không được, hoặc là cười thì miệng nó hơi bị méo và không thể giơ tay lên được. Thì đó là ba cái triệu chứng rõ ràng nhất để mình biết rằng người ta sắp bị đột quỵ và mình kêu cấp cứu. Đối với ở Mỹ thì cái trường hợp đột quỵ nó xảy ra cũng nhiều lắm, nhưng mà cái vấn đề cứu chữa bệnh nhân nó cao hơn nhiều so với Việt Nam. Cái đó là cái điều chúng tôi muốn nói. Cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân đột quỵ xảy ra thường là do người lớn tuổi, nhưng mà không hẳn người lớn tuổi, bởi vì bây giờ ở đây tôi thấy, tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều người khoảng chừng 40 mấy tuổi vẫn còn rất là trẻ mà bị đột quỵ, trong khi họ không bị cao huyết áp, gọi là cao máu. Thì chúng ta phải nghĩ rằng cái nguyên nhân đột quỵ á, thường những người bị cao máu họ ít bị đột quỵ, không phải là ít, nhưng mà thường những người không bị cao máu mà lại bị đột quỵ rất là nhiều, bởi vì họ rất là chủ quan. Thường theo tôi quan sát và tôi theo dõi được thì những người từ năm trên dưới 50 tuổi là bị đột quỵ nhiều hơn, bởi vì họ rất là chủ quan. Khi họ bị cao máu hoặc cao mỡ họ thường không chịu uống thuốc. Những người lớn tuổi hơn thì họ uống thuốc đều đặn hơn, thì cái trường hợp xảy ra đột quỵ nó có thể không được nhiều.
Rồi quay lại cái vấn đề á, tại sao tôi nói cao máu, bởi vì những người cao huyết áp á, thì họ thường là họ lo lắng hơn, còn những người cao cholesterol á, cao mỡ á, đa phần người ta không có biết. Mà những người cao mỡ nếu họ bị một cái cục mỡ nào đó nó bị nghẽn cái mạch máu đi não thì họ sẽ xảy ra đột quỵ, và cái trường hợp cứu chữa của họ có thể nó cái triệu chứng họ xảy ra nó có thể nó chậm hơn, nhưng mà họ rất là nguy hiểm bởi vì họ không biết rằng họ bị đột quỵ. Đó là một cái những cái dấu hiệu tôi xin nhắc nhở các anh chị em trong khoảng lứa tuổi trên dưới 50 thường hay bị đột quỵ và có thể xảy ra tử vong rất là nhiều bởi vì mình không lường được trước được cái hậu quả đó. Quay lại cái vấn đề chữa trị sau đột quỵ như thế nào thì theo như cái hiểu biết của tôi thì tôi không dám lạm dụng bên Tây Y, nhưng mà đối với bên Tây Y thì có thể dùng những phương pháp vật lý trị liệu, tập thể dục để phục hồi chức năng làm việc của các cái dây và cơ thể. Nhưng mà đối với Đông Y á, thì ngoài cái vấn đề dùng những cái bài thuốc Đông Y thì cái vấn đề quan trọng nhất đối với Đông Y là châm cứu. Thì châm cứu nó là xác suất nó rất là thành công để giúp cho những người sau khi đột quỵ phục hồi cái chức năng lao động, chức năng làm việc. Và châm cứu cái xác suất thành công có thể rất là cao, có thể đến 85-90% là người ta hoàn toàn phục hồi chức năng. Mà thực sự cái phục hồi chức năng nhiều hay không nó còn phụ thuộc vào nhiều cái chứng bệnh liên quan và cái tuổi tác của người bệnh nữa. Thì nếu có thể được thì thường là chúng ta phải châm cứu ngay sau khi chúng ta thường những người ra khỏi bệnh viện. Bởi vì tùy cái trường hợp, giống như nếu mà nói riêng về trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng tôi không có nắm được thông tin. Nhưng mà nếu qua một tháng rồi thì thường sau một tháng thì chúng ta có thể cũng châm cứu, nhưng mà châm cứu càng sớm càng tốt. Nếu những người bình thường ở Mỹ đây sau khi đột quỵ họ được cấp cứu trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày thì họ sẽ trở về nhà, thì lúc đó là bắt đầu châm cứu là tốt nhất. Và châm cứu là một đối với tôi trong cái cuộc sống của tôi và trong cái quan sát của tôi, châm cứu là một phương pháp nó rất là tốt để nó giúp cho cơ thể mình tránh khỏi đột quỵ. Thì thưa quý anh chị em, cái phương pháp châm cứu nó không phải là một cái mơ hồ, bởi vì châm cứu là một cái nền y khoa tiên tiến của Đông Y và nó kích thích các cái hệ thần kinh của trong cơ thể. Mà nếu nói theo trong Đông Y là nó kích thích các cái kinh mạch là của cơ thể, nó làm cho khí huyết điều hòa, giúp cho tất các cái cơ, các cái dây thần kinh nó trở lại phục hồi, và nó giúp cho, nói đơn giản một cái là nó thức tỉnh những cái phần, cái dây thần kinh trong cơ thể mình mà nó bị tê liệt, thì nó sẽ giúp cho phục hồi chức năng làm việc của mình. Rồi ngoài ra châm cứu nó cũng giúp cho chúng ta tiết ra những cái chất trong cơ thể, chúng tôi cũng không thể nói đi sâu hơn, nhưng mà nó giúp cho chúng ta phục hồi được cái khả năng giảm sút của tất cả những cái chức năng lao động, hay là trong ngay cả trong cái bộ não chúng ta nó cũng tiết ra những cái chất nó giúp chúng ta phục hồi trí nhớ rất là tốt. Đó là chúng tôi chỉ muốn nói về cái sơ qua thôi. Thì anh có thể hỏi thêm những câu hỏi gì chúng tôi sẽ trình bày trực tiếp. Tôi cũng không có, ban đầu cũng không có rõ là cái chương trình này sẽ được kéo dài bao lâu nữa. Dạ vâng, rất cảm ơn. Có thêm được câu hỏi. Rất cảm ơn thạc sĩ Đông Y Nhất Nguyên đã chia sẻ. Và có một bạn đọc hỏi, với trường hợp như ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy trên 75 tuổi rồi và cái tốc độ làm việc của ông có lẽ là rất là lớn, bởi vì hiện nay ông đương chức vừa là Tổng Bí Thư và vừa là Chủ tịch nước, thì thưa thạc sĩ Đông Y Nhất Nguyên, ông có thể cho biết là cái trường hợp này với tuổi cao như vậy và tốc độ làm việc như vậy thì cái khả năng phục hồi sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng sau cái lần đột quỵ lần thứ nhất nó sẽ như thế nào, và kéo dài, có phải kéo dài hay không, và liệu có phục hồi được không, hay là có nên kiêng những cái vấn đề gì không ạ? Thì thưa quý anh chị em, cái vấn đề cái tuổi 75 thực sự cũng không, cũng là lớn tuổi, nhưng mà không phải là lớn tuổi quá lắm để mà không thể làm việc. Nhưng mà đối với ông là đứng đầu một cái nhà nước với hai cái vị trí đó thì chúng tôi nghĩ nó quá khả năng chịu đựng của một con người ở cái tuổi đó. Nhưng mà cái vấn đề bệnh hoạn thì nó ngoài cái vấn đề công việc tuổi tác, nó còn có cái vấn đề là liên quan đến những cái tiền sử bệnh nữa. Nếu một người mà có rất là nhiều bệnh khác liên quan thì cái khả năng phục hồi nó thấp hơn và cái khả năng xảy ra bệnh nó cao hơn, thì chúng ta không có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của những người đó, chúng ta không thể phán đoán được. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng đối với bản thân tôi thì tôi biết, tôi nghĩ chắc chắn là những người đó sau
y chữa trị. Và nếu mà nói theo ông bà chúng ta là tai qua nạn khỏi rồi thì những người đó tuyệt đối phải nghỉ ngơi và không thể làm việc được nữa. Và cho dù có thể làm việc thì cơ thể tinh thần và vật cơ thể nó cũng sẽ không đủ sáng suốt để làm việc một những công việc bình thường. Chúng tôi chưa nói đến những công việc trọng trách của một quốc gia. Thì ở đây dĩ nhiên nói riêng về cái vấn đề chính quyền của mỗi quốc gia thì chúng ta không bàn tới, mà nói về một con người và nắm một vật trọng trách của quốc gia thì chúng tôi tin tưởng, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn những người đó sẽ không thể nào làm việc được. Cái đó là cái ý kiến của cá nhân tôi. Dạ vâng, cũng câu hỏi này xin hỏi bác sĩ Mỹ Lâm từ Cộng hòa Liên bang Đức. Bà cũng đã nhìn thấy theo những bức ảnh và những bức hình vừa được đưa ra tại VTV và một số đài báo thì ông Nguyễn Phú Trọng khi ngồi chiếc ghế này thì phải dùng một cái giống như cái đai để đeo hay là cái gì đó để buộc, giống như buộc vào ghế đó. Thì bác sĩ có thể giải thích thêm cho cái những cái đai như thế để làm gì không ạ? Dạ, thưa nhà báo Lý Trung Khoa, cái đai mà chúng ta nhìn thấy trên tấm hình thì chúng ta có thể nghĩ rằng cái việc ngồi của ông ngồi mà cho thẳng thớm thì nó gặp sự khó khăn, thành ra bắt buộc phải có cái sự hỗ trợ của cái đai này. Cái thường thường những người sau khi bị tai biến mạch máu não thì có thể hoặc là bị nằm lâu hoặc là bị một cái triệu chứng liệt, mà cái chân nó thì thường liệt theo cái hình thức duỗi, còn tay thì bị co quắp lại. Thì cái chân duỗi này á, nó tạo cho bệnh nhân cái sự khó khăn khi ngồi, thành ra bởi vì cái đai này là để hỗ trợ cho ông cái khớp 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 ga khớp há nó được giữ cho cái độ cong khoảng 90 độ để bệnh nhân có thể ngồi một cách như, gọi là thẳng thớm. Thành ra chứng tỏ rằng là ông ta có thể bị cái phần chân cũng bị liệt và cái tay cũng bị liệt, cái mặt thì ít bị hơn. Thành ra cái này có thể nói là bị một cái hình thức gọi là bị liệt nửa người, mà cái phía bên mặt thì bị ít hơn. Thành ra cái, nhưng mà nếu mà ai mà nghe được ông ta phát biểu một cách bình thường thì cái đó cũng là một cái điều mừng về phía trên mặt mà ông bị rất là bị, ít bị trophen, tức là bị ít bị xảy ra được. Vâng. Trên mặt cái phần và chân thì hy vọng rằng là nếu mà ông ta sống ở bên Đức á, nếu mà ông ta sống ở bên Đức thì sau cái thời gian điều trị cấp cứu là khoảng một tuần trong những cái khu chăm sóc đặc biệt thì ông sẽ được trả vào nằm những cái khu bệnh viện bình thường. Và khi cái việc mà gọi là tập vật lý trị liệu á, thì phải được bắt đầu ngay từ lúc còn nằm trong cấp cứu, tức là người ta phải đặt cho bệnh nhân nằm kiểu nào để cho cái chân nó đừng có bị gọi là bị duỗi quá đáng và cái tay đừng bị co quắp quá quá đáng. Cái điều này mình có thấy cái tay nó bị co quắp thì ông ta phải nhờ một cái trợ lực của một cái gọi là một cái băng ở cái bàn tay mà chúng ta thấy, bàn tay trái đó, chúng ta thấy ở trên hình đó, thì nó cái bàn tay này được qua một cái sự trợ lực của một cái băng để cho cái tay nó được duỗi ra, nó không có co lại. Và cái chân đó thì ông bị duỗi ra thì cái băng ở bên cái bụng, cái phần lưng của ông nó giữ cho ông cái, để cho cái khớp háng nó được co lại, nó không có bị duỗi. Thì ra chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái tay và cái chân của ông ta bị liệt. Thì ra cái việc gọi là vật lý trị liệu người ta phải bắt đầu sớm từ khi nằm trong cái trại cấp cứu, và khi đi ra cái chỗ nằm bình thường không cấp cứu nữa thì cái việc tập vật lý trị liệu vẫn phải tiếp tục. Thường thường người ta ở bên Đức này sau khi mà bị tai biến mạch máu não nằm cấp cứu khoảng một tuần, sau đó nằm khoảng 2 tuần tới 3 tuần tùy theo cái sức nặng nhẹ của mình, nằm cái chỗ bình thường và sau đó được đưa đi làm rehab, tức là đi gọi là được đi hồi phục chức năng á. Thì thường thường bên Đức này họ trả cho được đi từ 6 tới 8 tuần, thì sau đó thì cho họ trả về nhà và tiếp tục làm ambulance, tức là làm vật lý trị liệu tại các cái những cái nơi gọi là sáng đi tập tối về. Cái này có thể lâu dài kéo dài tức là 6 tháng tùy theo cái tình trạng liệt nặng nhẹ của bệnh nhân, và có phải họ được tập những cái làm những cái việc tự để cho họ, người bệnh nhân có thể tự tắm rửa, tự làm việc, tự chăm sóc bản thân của mình một cách bình thường như mọi người. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng này thì ông nằm trong một cái chức vụ quá cao,
Thì ra ông thể sẽ được, tôi nghĩ rằng là ông sẽ được chăm sóc bằng những cái biện pháp tốt nhất ở Việt Nam. Nhưng mà cái function, tức là cái nhiệm vụ của ông nó nằm trong cái việc rất là bị stress. Thành ra nếu mà ông ta nghĩ tới sức khỏe của ông thì ông ta phải nên giảm bớt cái trách nhiệm này, và tôi nghĩ rằng là cái đó là quyết định của Bộ Chính trị và của cá nhân ông Trọng, để mà có thể có một cái quyết định đứng đắn về cho sức khỏe của mình. Nhưng mà qua cái vụ ông gì mới chết hả? Ông Lê Đức Anh, đại tướng Lê Đức Anh. Ông phải không, ông gì mới chết vì bị ung thư máu á, ông Trần Đại Quang. Ông Trần Đại Quang cho tới ngày trước khi gần chết, nghĩa là khi mà cái trán ông còn cầm một cái vết xanh, tức là bị xuất huyết dưới da nó rõ ràng như thế, mà ông ta còn phải làm việc cho tới ngày cuối cùng trước khi ông chết, thì tôi nghĩ rằng là cái quyền lực nó làm cho người ta mê hoặc thành ra hoặc là bị một cái yếu tố nào đó ép buộc, thì là những cái người cộng sản họ sẽ làm việc cho tới ngày mà họ nằm xuống thôi, chứ còn khi mà họ còn loi ngoài được thì họ sẽ cố gắng bám víu cái chức vụ của mình. Xin chấm hết ạ. Vâng, bác có một bạn đọc chia sẻ cho chúng tôi hình ảnh mà cái đai mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đeo để trợ lực cho cái việc mà người bị đột quỵ và phục hồi chức năng sau đột quỵ, thì xin chia sẻ với bác sĩ và mọi bạn đọc cũng như mọi người đang theo dõi ở đây để có thể biết được là hình ảnh đấy về cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang phải dùng. Đây là những cái hình cái đai ạ. Và ở đây bác sĩ có thể cho biết đây có phải đúng là những cái đai mà có thể là ông Nguyễn Phú Trọng đang phải đeo không ạ? Thế cái những cái đai đó là bên này bên trong các bệnh viện của bên Đức này người ta xài cho các cái cô mà tập vật lý trị liệu đó. Đó là một hình thức để mà người ta có thể nâng đỡ bệnh nhân lúc tập, lúc bệnh nhân đứng mà không có vững thì người ta nắm cái đai đó để mà điều khiển cái hông của người bệnh cho nó vững, để cho người bệnh đứng được một cái vững vàng. Hoặc là khi ngồi cũng vậy, khi ngồi thì cột vào ghế, để đặc biệt là cái roll stool đó, cái xe lăn đó, thì cột vào bệnh nhân để cho bệnh nhân không có bị trượt ra khỏi, ngồi trượt ra khỏi cái ghế, tức là cái chân nó duỗi quá thì cái mông nó nằm sát vào trong cái thành phía trước của cái ghế, thành ra có thể bệnh nhân bị trượt cái mông rớt xuống đất, thành ra cái đai đó là giữ lại bệnh nhân để cho họ ngồi vững vào trong cái ghế lăn tay, cái xe lăn tay. Thành ra cái hình thức mà hai cái đai mà vô tình nó được lộ lên trên cái tấm hình đó thì chứng tỏ là cái phần ngồi của ông Trọng vẫn còn gặp khó khăn đó, thì đang người ta bắt buộc người ta phải xài cái đai này. Vâng, có nghĩa là theo bác sĩ nói đây là cái đai ông Nguyễn Phú Trọng đang phải đeo cái đai, và cái dây đai đó đang phải để cột ông Nguyễn Phú Trọng vào cái ghế đó, thì như vậy ông ấy không bị đổ xuống hay là có thể ngồi được không, phải không ạ? Vâng ạ, thứ nhất là ngồi không bị đổ xuống, thứ hai nữa là có một cái tư thế ngồi cho nó có vẻ khỏe mạnh một tí. Thành ra người ta phải bắt buộc phải cột ông vào cho ông sát, ông ngồi sát vào cái thành, ông dựa vào cái thành ghế phía sau và ngồi cho nó cái tư thế gọi là nó thẳng thắn trước quốc dân đồng bào. À vâng, đây là một cái hình ảnh khác mà một bạn đọc cũng gửi và chia sẻ. Đây ạ, đây là cái hình mà một cái người mà đang phải dùng những cái đai đó, ở trường hợp này là Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Đấy ạ. Đấy, thì thấy là người ta phải đeo hai bên và sau đó phải gần như hình như là phải buộc xuống dưới, có vẻ là rất là khó khăn, thì đây có phải đây hình ảnh của những cái đai đấy không ạ? Vâng, có thể là một cái hình ảnh một cái đai như thế, nhưng mà đeo cái đai đó nó rất là khó chịu. Có thể bệnh nhân không thể đeo lâu được. Nhưng mà cái hình này thì chúng ta dĩ nhiên là ông mặc quần mặc áo thì mình cũng không thấy rõ được ông có đeo cái đai đó hay không. Nhưng mà cái chắc chắn là cái phần bụng và cái phần hông, cái xương hông của cái khớp háng của ông đã được cái đai nó giữ sát vào trong cái thành ghế để cho ông ta ngồi một cách thẳng thớm. Vâng, theo bác sĩ thì để từ lúc mà ông ta phải đeo đai để ngồi được như vậy cho đến lúc mà ông ta có thể đi lại được hoặc là tập luyện thì thường hết khoảng bao lâu ạ? Dạ, nếu mà theo cái phong cách điều trị, nếu mà tập luyện mà tốt nhất đó, tức là hàng ngày tập luyện hàng ngày và bệnh nhân luôn luôn chăm chỉ tập luyện, thì cái thời gian mà
đi lại, có thể đi lại dưới hình thức là chống gầy hay là chống, hoặc là có thể có người tốt hơn là đi bằng không, đi không không cần một cái phương tiện gì hết, thì có thể kéo dài 6 tháng, tối thiểu là 6 tháng, có khi cả năm trời. Vâng, nếu mà quả thật như vậy thì có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng thời gian tới đây điều hành đất nước và tiếp xúc với khách quốc tế, thì bác sĩ thấy có như vậy khó khăn không ạ? Tôi nghĩ là khó khăn đó, nhưng mà nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái hình ảnh mà họ đưa ra cho ông Nguyễn Phú Trọng trước quốc dân đồng bào như thế á, thì họ muốn tạo một cái hình ảnh ông Trọng rất là khỏe mạnh, nghĩa là so với những cái tin tức mà chúng ta nghe trước đây, nghĩa là khỏe hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ. Nhưng mà cái liệu những cái hình ảnh đó có trung thực hay không, ông có ngồi được thẳng thớm như vậy hay không, có thể có sức chịu đựng của ông được tới đâu, thì bây giờ mà mới có 4 tuần, tức là khoảng 1 tháng nay, thì sự hồi phục đó cũng chưa nói được cái điều gì hết. Tại theo những cái thống kê á, thì có thể trong vòng 1 năm có tới 8-15% cái khả năng bị người bệnh nhân bị tai biến mạch máu não lần đầu có thể bị thêm lần thứ hai trong vòng 1 năm. Cái đó là một cái thống kê của bên Đức này. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng phải cẩn thận. Rồi mặc dù cơ chức năng hồi phục có thể đưa ra một cái hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà phải đề phòng cái vấn đề gọi là bị tai biến mạch máu não lần thứ hai, thì nó có thể rất nguy hiểm đến tính mạng của ông. Vâng, quả thật là ông Nguyễn Phú Trọng với tốc độ làm việc như vậy thì khá là nguy hiểm, bởi vì như bác sĩ đã phân tích, ông ta phải có thời gian để tập luyện rất là lâu và ông ta phải tĩnh dưỡng như vậy. Thạc sĩ Đông y Nhất Nguyên tại Mỹ, ông có thể cho biết thêm về thông tin với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng mà phải ngồi ghế và phải dùng đai để buộc vào như vậy để thì mới có thể ngồi được, thì cái tình trạng như vậy thì theo thạc sĩ phải chữa trị bằng hình thức Đông y như thế nào cho nó tốt, và liệu nếu mà Trung Quốc và Việt Nam thì rất thân thiết với nhau và ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là có những mối quan hệ rất là tốt với cả phía Trung Quốc, thì liệu họ có cử bác sĩ Đông y sang chữa cho Nguyễn Phú Trọng không? Thưa quý anh chị em, thì theo tôi nghĩ thì chắc chắn rằng đối với một người có cương vị như ông Nguyễn Phú Trọng thì ông sẽ có những cái phương pháp chữa trị tốt nhất về Đông y. Và theo cái suy nghĩ của tôi thì sự phục hồi sau khi bị đột quỵ thì chỉ có Đông y mới đưa lại sự phục hồi nhanh nhất cho một con người nếu sau khi bị đột quỵ. Bởi vì những cái phương pháp vật lý trị liệu hay là chiropractor ở đây thì nó thực sự nó không có hiệu quả bằng là châm cứu. Nếu mà nói về châm cứu thì những người ở bên Trung Quốc thì nó, cho dù chúng ta cũng có thích Trung Quốc đi chăng nữa, nhưng mà cái trình độ châm cứu của những nhà giáo sư ở bên Trung Quốc là những cái bậc thầy lão luyện về châm cứu, và tôi hy vọng là ông sẽ có thể phục hồi. Nhưng với một người 75 tuổi và nắm những cái động tác như vậy thì cho dù những người bác sĩ, những người thầy thuốc giỏi nhất đi chăng nữa thì cũng không thể nào đem lại một cái sức khỏe hoàn hảo cho một người có thể nắm được một cái chức vụ quan trọng để điều hành một đất nước. Còn riêng về phương diện, chúng tôi không muốn nói nhiều về cái phương diện chính trị, về phương diện cuộc sống và bệnh tình đâu, nhưng mà nếu mà nói về chính trị thì cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có điều hành đất nước hay không có điều hành đất nước thì đất nước Việt Nam nó vẫn đi trên cái đà như vậy thôi. Tôi không tin tưởng gì vào một cái cho dù người khác lên thay đi chăng nữa, bởi vì một cái chế độ độc đảng thì nó sẽ không bao giờ nó đưa đất nước chúng ta tiến đến một cái chỗ phát triển văn minh trong về mọi mặt được. Còn về sức khỏe thì thực sự nếu ông ta làm việc với những cái tình trạng sức khỏe như vậy thì tôi không tin tưởng. Mà thực sự nói đi nói lại thì cho dù ông ta có mình có sáng suốt gì đi chăng nữa thì với một cái chế độ, một cái cơ chế như đất nước Việt Nam hiện nay thì chúng tôi cũng không có một niềm tin gì hết. Đó là một cái điều chúng tôi muốn nói. Còn châm cứu thì nó rất là tốt. Nếu mà nói quý vị khán giả mà nghe tin chương trình hôm nay mà nếu có người thân bị đột quỵ thì cố gắng hãy đưa người thân mình đi châm cứu càng sớm càng tốt, thì cái vấn đề phục hồi chức năng lao động làm việc nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Đó là ý kiến cá nhân tôi. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến rất quý báu của thạc sĩ Nhất Nguyên tại Mỹ, cũng như cảm ơn ý kiến của
bác sĩ Mỹ Lâm tại Cộng hòa Liên bang Đức trong buổi tọa đàm ngày hôm nay về vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm một tháng ngày ông bị đột quỵ tại tỉnh Kiên Giang. Và chắc chắn đây là một cái chương trình sẽ kéo dài, và tới đây khi ông Nguyễn Phú Trọng với cái công việc làm việc của mình và với những cái lịch làm việc của mình thì không biết ông có kham nổi hay không, hoặc là cũng có thể như các bác sĩ đã từng nói, cái nguy cơ đột quỵ lần thứ hai diễn xảy ra rất là lớn, và nếu đột quỵ lần thứ hai thì nguy cơ về tính mạng cũng sẽ rất là lớn cho cái việc mà nguy hiểm đến tính mạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái chương trình này vào lần tới. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn khắp nơi đang chú ý theo dõi và gửi và đặt những câu hỏi để chúng tôi trả lời, và cảm ơn các bác sĩ. Hẹn gặp lại bác sĩ và mọi người vào lần tới. Xin cảm ơn anh Lê Trung Khoa. Xin chào anh Lê Trung Khoa và xin chào tất cả các anh chị em đã theo dõi cái chương trình hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình thực tế vào lần tới của Thời báo.de. Vâng, Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 14 tháng 5, 2019.